Kết thúc xong cái vụ này á, thì ai cũng về nhà. Tới tầm khoảng 3 tuần sau nữa thì chị Hằng này lại tới cái tiệm của chị. Chị Hằng mới rủ là, ủa chị, bữa nay có rảnh không? Đi Vũng Tàu nữa nè. Tại vì bồ của em á, ổng rủ em đi ra Vũng Tàu ăn hải sản chơi. Với lại á, em cũng muốn ra lại Vũng Tàu để mà em cảm ơn cái chú chủ khách sạn, rồi cảm ơn luôn cái anh quản lý của quán bar đó, trả ơn cho người ta. Khi mà nghe lời mời đó là thật sự chị muốn đi, chị cũng không dám đi nữa. Tại vì mới có 3 tuần à, bây giờ vẫn còn trong tháng 7 âm lịch, mới có gặp, thành ra chị chưa có hoàn hồn. Với lại thêm cái trước mắt tiệm của chị ngày hôm nay cũng quá đông, chị không đi được. Thôi chị mới nói với chị Hằng á, hai đứa bay đi đi, rồi có gì về nói chị nghe thôi, chứ không có gì hết á, chị không có đi được. Mà đúng thiệt là sau chuyến đi này á, thì cái cặp đôi của chị Hằng cũng có thêm chuyện để kể cho chị nghe. Khi mà đi về rồi á, thì mới kể cho chị. Chị Hằng mới kể cho chị nghe, mới đầu hai đứa em định là đi trong ngày thôi, chứ không định là qua ngày hôm sau mới về đâu. Tại vì khi mà hai đứa em tới ngoài Vũng Tàu á, đã 11 giờ trưa rồi. Tới đó ăn trưa, rồi đi vô khu du lịch á, chụp hình xong cái đi vòng vòng chơi. Tới chiều luôn cái bắt đầu vô quán bar ngồi. Mà vô quán bar ngồi thì sẽ uống rượu xong mới bắt đầu xỉn, hơi men trong người rồi. Chơi tới khoảng 12 giờ đêm bắt đầu mới đi ra. Giờ đó nhậu xong cũng quá trễ, 12 giờ mấy rồi. Cho nên là cái anh Thắng là cái anh người yêu của chị Hằng đó, ổng nói thôi em ơi, ở lại đêm đi rồi mơi hãy về. Chứ giờ này á, anh uống rượu trong người, về nhà chạy xe nguy hiểm nè, rồi á công an ta bắt nữa, thôi ở lại đi. Chị cũng đồng ý luôn. Cho nên là hai người mới lên điện thoại á, tìm khách sạn gần đó đi, ở đêm rồi sáng mơi đi về. Sau một hồi tìm kiếm thì anh Thắng á, anh cũng tìm một cái khách sạn. Khách sạn này á, là một khách sạn cũng rất quen thuộc, nằm ở 7 sao. Hai đứa cũng chạy thiệt nhanh tới khách sạn, nhận phòng lẻ lẻ rồi vô phòng luôn. Tại vì giờ đó quá trễ, rồi mệt trong người nữa. Khi đó thì Lễ Tân có đưa cho anh chị này một cái phòng ở tầng trệt luôn, nằm gần cuối dãy. Trước khi mà vô phòng đó là anh Thắng, anh lạnh trong người rồi. Cho nên khi anh mở cửa phòng, anh niệm Phật hoài luôn. Mà anh không dám nói là chị Hằng nghe, sợ người yêu của mình nó sợ nữa. Tới khi về anh mới nói. Sau khi mà vô phòng cất đồ rồi, hai đứa cũng đi dạo một vòng trong phòng nè. Xong rồi thì bắt đầu cởi đồ ra đi tắm. Anh Thắng mới kêu, thôi em vô tắm chung với anh cho lẹ, giờ này cũng khuya quá rồi. Lúc mà hai người đi tắm thì chỉ mở đèn trong nhà tắm thôi. Còn cái đèn phòng là mở cái đèn rất mờ, giờ đó không có mở đèn sáng đâu, tại vì quá là khuya rồi. Sau khi mà tắm xong được khoảng 15 phút, cái chị Hạnh á, chị mới kêu anh ra trước đi, anh Long mình đi rồi nằm đó đợi em. Em bây giờ còn sấy tóc nữa, xong á em mới đi ra sau. Đó, nghe vậy anh Thắng anh cũng bước ra, ảnh lao mình, rồi ảnh làm ngoài này nè. Còn riêng cái chị Hằng á, chị vẫn đóng cửa lại, chị gọi đầu tiếp. Con gái mà, tắm rất lâu, gọi đầu, xả tóc và sấy tóc lên tùm lum hết trơn vậy đó. Còn ảnh ở ngoài này á, bắt đầu ảnh mặc đồ vô rồi ha, rồi ảnh nằm đó, chuẩn bị mở tivi lên coi. Tại vì kế bên cái giường này á, cũng có cái tivi, mà đối diện cái tivi có luôn cái bàn, rồi có ghế sofa cho mình ngồi làm việc nữa, giống như cái phòng kia luôn. Lúc này thì ánh sáng trong phòng nó mờ mờ và hắt ra từ cái ánh sáng trong nhà tắm á. Cái anh Thắng này, anh mới đứng dậy, cầm cái remote á, bắt đầu mở tivi lên. Tivi nó nằm đối diện với cái giường, mà kế cái giường á lại có cái bộ ghế sofa. Cho nên khi anh muốn đứng mở cái tivi á, anh phải đứng quay lưng, anh quay cái lưng lại với cái giường ngủ của mình. Lúc mà anh đứng anh bấm cái tivi xong rồi á, anh mới lại cái tủ lạnh, anh lấy cái chai nước. Thì anh có cảm nhận như là có ai mới gì đi lướt sau lưng của anh vậy đó. Rồi anh cầm chai nước xong, anh mới lên cái giường anh ngồi, anh nhìn vô cái tivi. Khi anh nhìn vô tivi, anh mới lia con mắt nhìn qua cái ghế sofa kế bên. Thì anh mới thấy là ngồi đó có người con gái mặc nguyên cái đầm màu đỏ vậy nè, mà xoay cái mặt lại với ảnh, ảnh không thấy được cái mặt nha. Ảnh vẫn chưa nghĩ gì nhiều hết, cứ tưởng đâu hàng bồ của mình không làm, cho nên mới giọt miệng hỏi là, ủa em sấy tóc chị mau như vậy, mà anh không có nghe cái tiếng em mở máy sấy tóc gì hết trơn á. Cô này vẫn ngồi như bức tượng ở đó, không trả lời gì hết trơn luôn. Thôi ảnh mới nằm trên giường, ảnh kéo cái mền lại, vừa coi tivi mà vừa nhìn cô này, cổ vẫn ngồi đó luôn, thấy rất lạ. Cho nên ảnh mới hỏi là, ủa cái đầm đỏ này em mua nào á, anh không thấy, mà bữa đi mình đâu có soạn đồ đâu đem theo đâu. Cổ vẫn không trả lời luôn. Vừa hỏi xong á thì mới nghe cái tiếng mở cửa trong nhà vệ sinh, mở cái cặp gì nè. Thì khi đó chị Hằng mới bước ra. Khi mà chị Hằng bước ra, ảnh mới thấy là trên người của chị Hằng á vẫn còn quấn cái khăn gì nè, mà tóc tai người ngợm ướt nhẹp à. Bà mới nói, anh ơi cái máy sấy dẹp mẹ đi, ướt nhẹp à, không có sấy được gì hết trơn á, mà nó yếu xìu đó, thôi em không xài luôn. Khi đó ảnh đang nhìn chị Hằng, ảnh quay qua cái ghế sofa đó là không thấy cô gái áo đỏ hồi nãy nữa. Ổng biết rồi, trời ơi, hồi nãy giờ cứ tưởng á bồ mình nó ra nó ngồi không hả. Nhưng mà khi đó ảnh vẫn chưa nói chị Hằng biết luôn, tại vì sợ bồ của mình nó sẽ sợ nữa. Sau một hồi lao mình xong á, thì cái chị này cũng leo lên giường, ảnh nằm ở đó. Ảnh nói, em đấm lưng giùm cho anh vài cái đi, nguyên ngày hôm nay lái xe mệt quá trời, anh mỏi lưng quá hà. Do đó ảnh cũng nằm úp xuống. Rồi ảnh nằm, ảnh đưa cái chân lên trên cái đầu giường của mình á, hướng cái mặt về cái tivi, ảnh úp cái mặt xuống như nằm. Còn cái chị này á thì chị cũng ngồi kế bên, chị đấm lưng cho anh bồ của mình, rồi vừa đấm lưng vừa coi tivi luôn. Khi đó thì cái phòng vẫn không có mở đèn sáng đâu, tại bây giờ này quá khuya, mở đèn sáng chói mắt dữ lắm. Chỉ có là cái đèn của tivi nè, nó chớp tắt hoạt động hoài. Còn lại cái đèn nữa là đèn trong nhà tắm á, vẫn còn mở. Vừa coi vừa đấm lưng cho ảnh vậy nè, đấm được có vài cái nha. Thì tự nhiên á làm chị này mới thấy á, từ trong cái nhà vệ sinh á bước ra có người con gái mặc nguyên cái đầm màu đỏ luôn, đi thẫn thờ như là không có ai ở đây vậy đó. Mà cái cô đó đi rất tự nhiên luôn, không có ngại ngùng gì hết trơn á. Nếu như ai là người lạ vô phòng của người ta đó là sẽ trốn tránh, còn cô này là không phải đâu. Cổ đi khoan thai lắm, đi dần dần từ đó ra tới gần tủ đồ á, rồi biến mất tiêu luôn như là một cái làn sương khói vậy đó.
Lúc đó là chị Hằng thấy rõ mồm một luôn mà. Nhưng mà do cũng có kinh nghiệm thấy rồi, cho nên thôi, không có nói năng gì hết trơn á. Mình biết con ta, thì chị mới nói với anh bộ của chị: anh, đỡ mệt chưa? Thôi đi ngủ nè, tắt tivi đi, đừng có nói chuyện nữa. Sau đó thì hai người cũng nằm ôm nhau ngủ, nói chuyện vài câu à, rồi thôi, tự nhiên im luôn, không dám nói chuyện nữa. Tại vì ai cũng thấy hết rồi, mà không ai dám nói, rồi ai cũng sợ, rồi im luôn vậy đó. Mới vừa nằm tầm khoảng 15 phút à, thì cả hai đứa đều nghe thấy trong nhà vệ sinh á, giống như có ai mà xả cái giọt nước hết cỡ luôn, nó đổ ào 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 vậy nè. À biết hỏi, ủa, hồi nãy em quên khóa nước hả? Chị nói đâu có đâu, em khóa kỹ càng lắm mà. Nếu mà em quên khóa đó, thì hồi nãy giờ nó chảy rồi, mắc gì bây giờ mới chảy. Thôi anh vô kiểm tra đi. Ảnh vô kiểm tra đó, thì cái giọt nước nó vẫn mở. Ảnh khóa lại, mà bây giờ ảnh teo hết trơn rồi, ảnh rất là sợ. Bước lên giường nằm lại á, thì cái chị này mới hỏi là: ủa anh, ở ngoài cửa sổ anh có thấy gì không? Ảnh nói thấy, anh cũng thấy nữa. Thôi, hai đứa không nói gì hết, lẹ lẹ dọn đồ của mình đi xuống cái phòng lễ tân á, xuống đó và nói chuyện kêu đổi phòng. Đi ra tới cái chỗ lễ tân á, thì cái bạn này đang ngủ rồi, không biết gì hết trơn. Kêu bạn này dậy, thì tha như người ta nếu mà đổi phòng á, cái bạn này sẽ hỏi tại sao mà anh đổi ha. Nhưng do chắc cái bạn này biết rồi, thành ra bạn này không hỏi gì hết á, muốn đổi là đổi liền à. Tuy nhiên sau một hồi suy nghĩ, cả hai người đều quyết định trả phòng luôn, không muốn đổi nữa. Tại vì á, cái phòng này đã gặp rồi, qua phòng khác người ta cũng đi theo, người ta nhát à. Thôi đi về liền trong đêm. Về tới Sài Gòn rồi á, chị Hằng nói đó là cái lần đầu tiên mà anh Thắng ông gặp ma luôn. Hồi đó giờ không có gặp, về sau là bệnh liền luôn. Còn riêng chị Hằng á, gặp hoài. Chị nói ám ảnh nhất á, là cái anh Thắng anh thấy á nha, ngồi thù lù ngay tại ghế sofa mà hỏi không trả lời, cứ vuốt tóc hoài vậy đó. Rồi sau này á, không có dám đi ngay tại khách sạn luôn, mà rất ớn đi Vũng Tàu luôn đó. Thêm một câu chuyện nữa của chị, mà cái câu chuyện này á, thì nó cũng khá là thương tâm, xảy ra gần cái chỗ làm của chị, ngay tại trung tâm quận 1 luôn. Câu chuyện này á, thì chị được một cái người khách quen của chị lúc mà đi làm tóc á, người đó kể lại cho chị nghe, mà nó bắt nguồn từ một cái vụ cháy khá là lớn trong lịch sử ở thành phố Hồ Chí Minh. Nói một chút về cái vụ cháy này á, thì nếu như ai là cái người dân sống ở Sài Gòn đủ lâu á, thì chắc chắn sẽ biết tới cái vụ cháy này xảy ra vào năm 2002, mà cái nơi cháy đó chính là cái trung tâm thương mại quốc tế ITC đó mọi người. Cái trung tâm này á, thì nó là một cái tòa nhà gồm 6 tầng, có rất là nhiều cái văn phòng trong này nè, để mà cho thuê đó. Công ty hay là phòng học gì đó muốn cho thuê á, thì cứ vô làm thôi. Những tầng dưới hầu như là trung tâm thương mại, mua sắm này nọ nè. Nói chung nó sầm uất một thời ở Sài Gòn luôn. Và rồi cuối cùng là tầm khoảng 1 giờ rưỡi chiều ngày 29 tháng 10 năm 2002 á, cái ngọn lửa nó xuất phát từ một cái vũ trường ở tầng dưới á, nó cháy quá lớn đi mà không ai biết, không ai dập hết trơn á. Cuối cùng nó lan ra nguyên cái tòa nhà, nó cháy hết trơn luôn và để lại cái thiệt hại á, 60 người chết, 70 người bị thương. Cái vụ này á, nó chấn động năm đó luôn, nó làm thay đổi cái suy nghĩ về cái công tác phòng cháy chữa cháy của toàn bộ lãnh đạo ở Sài Gòn luôn đó mọi người. Và cũng chính từ cái sự việc đau lòng này á, thì sau đó chính quyền người ta mới thắt chặt và quản lý chặt chẽ hơn cái vấn đề cháy nổ này đó mọi người. Thật sự mà nói, đó là một cái ký ức rất là kinh hoàng của nhiều người luôn. Của những cái người mà ở gần đó người ta chứng kiến, rồi những cái người mà người ta thoát nạn được trong cái vụ này, rồi có cả những cái người mà người thân của người ta đó, người ta không thể nào nén nổi được cái đau thương luôn, tại vì cái vụ này nó quá là thảm khốc đi. Với lại thêm một điều nữa, đó chính là những cái người tử nạn trong vụ cháy này thì đa số ai cũng thuộc cái tầng lớp tri thức hết trơn, rồi người ta cũng làm có thu nhập cao, cho nên mới làm cho cái tòa cao ốc như vậy. Thành ra khi mà họ mất đi rồi, ai cũng tiếc thương, ai cũng khóc than hết trơn. Và trong đó có cả một cái nhân vật mà nằm trong câu chuyện ngày hôm nay Duy định kể đây. Quay lại câu chuyện của chúng ta, thì khi mà cái chị khách chị kể lại, chị nói là cái năm đó khi mà cái vụ cháy này nổ ra, thì ở tầng 3 có một cái cô gái đó, cô gái này tên là Hương. Thời điểm đó chị Hương mới có khoảng 23 tuổi thời điểm năm 2002 nha mọi người. Lúc đó chị Hương đang làm trưởng phòng cho một công ty bảo hiểm, và chị này cũng đã có người yêu rồi. Anh người yêu của chị đó, anh tên là Anh Hùng. Anh Hùng đang là phó giám đốc cho một cái khách sạn cũng rất lớn luôn. Năm đó thì chị Hương với anh Hùng này quen nhau cũng khá lâu, cho nên cũng dự tính là sắp tới sẽ cưới nhau luôn đó. Khi mà chị Hương làm trưởng phòng cho cái công ty bảo hiểm này, thì chị Hương cũng có làm chung với người chị họ của mình nữa. Chị đó tên là chị Thảo. Chị Thảo hình như cũng làm trưởng phòng luôn. Rồi cho tới cái ngày mà xảy ra vụ cháy, ngày hôm đó lẽ ra chị Hương không có mặt ở Sài Gòn đâu. Chị Hương có cuộc công tác đi 2 ngày ngoài Vũng Tàu á. Khi mà chị Hương lên xe chạy ra Vũng Tàu được đoạn rồi đó, thì cái người chị họ của mình là chị Thảo mới điện. Chị Thảo nói là: Hương ơi, bữa nay em lên tầng 3 của trung tâm thương mại á, em dạy giùm chị cái lớp tập huấn này được không? Tại vì á, bữa nay đáng lẽ là chị dạy, nhưng mà cái đứa con của chị á, nó bị sốt quá trời à, chị phải đưa nó vô bệnh viện gấp rồi, nằm trong nhi đồng á. Bây giờ em có bận không? Em qua em dạy giùm chị được không? Mới đầu á thì chị Hương định là không có dạy giùm đâu, tại vì công việc của chị Hương cũng quan trọng, nhưng mà nghe chị Thảo nói á, em phải giúp chị đi, tại vì á, cái buổi này á, quan trọng lắm. Nếu mà nó không quan trọng á, chị giờ ngày khác rồi, mắc gì chị phải để ngày hôm nay chi. Em ráng giúp chị đi, rồi á bên bệnh viện chị xong giờ nào chị ráng qua lẹ chị thấy em, rồi em đi công chuyện của em ha, được không? Nghe chị mình nói vậy á thì chị Hương cũng đồng ý luôn, quay trở lại không đi Vũng Tàu nữa, mà chị lên trên tầng 3 của trung tâm này nè, lên đó dạy thế cái lớp huấn luyện này giùm cho chị Thảo của mình. Và đúng là cái định mệnh luôn, mới vừa vô dạy thì học viên ngày hôm đó cũng đầy đủ, dạy được tầm khoảng 30 phút á thì cái đám cháy nó xảy ra quá là nhanh đi, không ai trở tay kịp hết trơn. Thang máy bây giờ cũng đóng băng, không có hoạt động được.
Và cũng đồng thời khi mà cái đám cháy xảy ra đó, chị Thảo này cũng định quay lại cái tầng 3 để mà giải thế cho em của mình. Tại vì bên bệnh viện á đã xử lý xong hết rồi. Khi mà đi tới thang máy thôi á thì biết cái vụ cháy đang nổ ra trên tầng 3 rồi. Chị Thảo đâu có lên được đâu, tại vì thang máy nó cứng ngắc rồi không lên được. Trong khi đó trên tầng 3 này á nó cháy quá trời cháy. Mới đầu á chỉ là khói nhiều thôi nha. Đáng lẽ ra cái chị Hương có thể chạy thoát được, nhưng mà cái lòng tốt của chị Hương á nó dâng cao lên. Chị Hương á mới đưa cho những cái học trò của mình á chạy ra trước hết trơn. Chạy ra đi, cứu người ta trước đi. Tới khi mà ta ra hết rồi á thì khối nó văng kín hết tầng 3, không còn oxy để mà thở nữa. Lúc đó trên tầng trên á, cái anh Hùng là cái người chồng sắp cưới của chị Hương á, ảnh xuống, ảnh kêu em chạy lên lẹ đi, lên tầng trên đi đỡ hơn. Nhưng mà lúc này á, chị bị ngạt thở rồi, đi không nổi nữa. Ảnh kêu á, em leo đường ống nước đi, em leo đi chứ mà chết đó. Tuy nhiên chị leo không được, một phần á do chị quá đuối, một phần á chị mặc cái đầm nữa, sao mà leo được bây giờ. Tới một hồi khi mà người ta đã chữa cháy xong hết trơn rồi mới tính ra được khoảng gần 60 người chết, và trong đó có cái chị Hương này. Và một cái điều đau thương đó chính là khi mà bên pháp y người ta điện thoại cho người nhà đó, điện cho ba của chị, điện tới nhận xác con gái đi, thì lúc này ba của chị mới chưng hửng luôn. Ủa, con của tôi bữa nay đi công tác ngoài Vũng Tàu mà, đâu có bên trung tâm đâu mà sao mà báo xác con tôi vậy. Nhưng mà ba của chị vẫn lên nhận xác, nhận thì đâu có thấy đâu, tại vì á cháy thành than rồi, đen thui nguyên cục gì nè. Tuy nhiên còn một cái dị vật để mà phát hiện, đó chính là trên cái tai của chị này á còn là cái vòng. Đó là cái vòng tai của ba chị mới vừa mua tặng chị mới có tuần trước à, cái vòng này vẫn còn luôn, cho nên biết đó là con gái của mình rồi. Cũng về nhà làm đám ma. Nhưng mà cái thời gian đầu á, về nhà là cái anh người yêu của chị này á, ảnh chịu không nổi luôn, ảnh đau buồn dữ lắm, với lại á ảnh ám ảnh cái vụ cháy đó rồi, cho nên là ngày nào anh cũng qua tới bên nhà này, lại cái bàn thờ của chị Hương á, lại đó thắp nhang cho người yêu của mình rồi khóc than hoài luôn. Thấy cảnh tượng này á thì cha mẹ của chị Hương riết rồi cũng chịu không nổi luôn, thôi bán cái nhà đó cho người ta rồi về Bắc á sinh sống đi, không ở đây nữa, ở đây nhớ con của mình quá trời à. Thế là ba mẹ của chị Hương mới bán căn nhà này lại cho một cái người chủ mới, chủ đó là cô Tím. Cô Tím này cũng cho gia đình của cổ ở, ở chung đứa con gái rồi đứa cháu ngoại nữa. Cái lúc mua nhà thì cô Tím này cô đâu có biết là cái nhà này mới vừa có người con gái bị chết cháy đâu, bà cũng mua luôn. Nhưng khi mua cho cả nhà ở rồi đó ha, không có đêm nào chịu nổi hết trơn. Tại vì ngay cái đêm đầu thôi bị gõ cửa, ngủ mà gõ cửa hoài luôn chịu không có nổi. Mở cửa ra thì không thấy ai hết, mà cứ hễ đóng cửa lại là gõ cửa. Gõ cửa xong chạy rầm rầm ở trên cái sàn nhà, chạy hoài luôn, chạy lên chạy xuống cầu thang hoài vậy nè. Cho tới đỉnh điểm là tất cả mọi người trong nhà cái đêm đó ai cũng nghe một cái giọng của người con gái đuổi thẳng cổ luôn: tụi bay phải ra khỏi nhà của tao, cái phòng này phòng của tao, không có được ở, ở là chết với tao đó. Nghe vậy là cả nhà rất là ớn rồi, tại vì cái nhà này người ta cũng sợ ma, thôi người ta cũng chuyển qua Bùi Viện để mà ở luôn, bỏ cái nhà này cho người khác thuê lại. Đầu tiên thì cô Tím cho một cái nhóm 4 sinh viên nam mướn lại, nhưng mà người ta ở cũng không được lâu nữa, không quá 1 tháng đâu, tại vì đêm nào cũng bị kéo giò hết trơn á, ngủ mà giật kéo xuống tuốt cái giường nè thì đêm nào cũng dậy sao ngủ được. Cuối cùng người ta cũng trả. Tới khi mà dọn đi rồi, những người sinh viên này nói nha, ngủ đã sợ rồi, mà đặc biệt đi chơi về khuya sau 11 giờ đó, ngay tại cầu thang, lúc nào cũng thấy có người con gái đứng sụ sụ ở đó vậy đó. Cho tới khi 4 thanh niên này dọn đi thì không còn ai mướn nữa, bắt đầu cô Tím mới hạ giá, mới đầu từ 2 triệu giảm xuống 1,5 triệu, còn 1 triệu thì cũng có người thuê. Khi đó còn cái nhóm gồm ba cô này chuyên đi thu mua phế liệu ở Sài Gòn đó, người ta chia nhau ra để mà ở mà, thành ra đó cũng không có thành vấn đề. Những cô này ở đây thì phải nói bị nhát lên bờ xuống ruộng luôn, hầu như đêm nào cũng bị kéo giò, bị gõ cửa rồi bị đuổi đi hết. Nhưng mà do người ta thu nhập thấp mà ở đây thì nó cũng quá ok, mà giá rẻ nữa cho nên thôi cũng ráng bám trụ lại. Đỉnh điểm tới năm 2013, ba cô này thấy nhát quá trời rồi mà vẫn ở lại đây, cho nên thôi phải đi nhờ thầy, nhờ thầy về để mà cúng giùm. Thì qua ngày hôm sau mời thầy, ngày hôm trước đã bị người ta về bóp cổ rồi, bóp thiếu điều muốn thở không nổi luôn, cho nên thôi qua ngày hôm sau không cần nhờ thầy gì hết trơn, ba cô này dọn đi luôn. Kể từ đó là căn phòng bỏ trống hơn năm. Qua tới năm 2014 cái tiệm tóc của chị có nhận thêm 3 học viên từ dưới tỉnh lên học nữa. Do là nhiều học viên quá, bên cái chỗ của chị không có cho người ta ngủ lại được, thành ra chị phải qua đối diện với cái tiệm của chị hỏi thử coi có nhà nào cho thuê không, cho ba cái người này qua ở đỡ. Khi đó xui sao hỏi nghe cái nhà này luôn, sau đó cũng nói chuyện với cô chủ nhà, thì cô này cho thuê lại với giá 800.000. Thời điểm đó ngay tại quận 1 thuê 800.000 rất là rẻ, nghe hết hồn luôn đó. Hơn sau đang nói chuyện chị mới gặp một cái thằng nhóc khoảng 15 tuổi, thằng này chị cũng quen, tại vì chị hay ăn hủ tiếu gõ đối diện rồi nó cũng hay ăn luôn, cho nên gặp nhau rồi nói chuyện. Nó mới nói: ủa chị thuê nhà đó chị ở á? Thôi đừng có thuê, trời ơi cái nhà đó có ma, bả nhát ở không có nổi đâu, nghe thôi đừng có thuê mất công lắm. Chị mới nói: ủa chị không có ở, chị mướn giùm cho người ta thôi hà. Chị vừa nói xong thì bà ngoại của nó bảo nói là: ê cái thằng quỷ này mày nói tầm bậy tầm bạ không à, nhà tao có ma đâu. Nghe vậy là chị biết rồi, tại chị cũng tin nó đó, cho nên chị mới nói: thôi để tôi về tôi hỏi là ba đứa kia có chịu ở hay không. Nói vậy thôi chứ chạy mất dép rồi, ông nội tôi còn không dám ở nữa. Cái đợt đó chị không thuê là hình như cũng không ai thuê luôn, để hoài cái nhà cũng xuống cấp từ 2014 tới 2016 để không ai ở, nhưng mà nó cũng quậy quá trời à, thành ra chủ người ta mới nhờ thầy về cầu siêu. Mà cái người về cầu siêu không ai khác chính là ba của chị, nhưng mà cũng không có ăn thua luôn.
Tới năm 2016, có một cái anh đó người Bắc, ảnh mua lại căn nhà này với giá 22 tỷ đồng. Tự nhiên mua rõ biết nguyên nhân tại sao, ảnh cũng không sửa sang ở luôn, để hoài đó. Tới 2018 mới bắt đầu khởi công và xây dựng mới lại. Mà chị nói trong cái thời gian đó xui sao, cái tiệm tóc của chị đang sửa sang lại, thành ra không ngủ lại được. Cho nên là cái bà chủ tiệm bà mới mướn đỡ một căn nhà, mà căn nhà này nó sát vách với là cái căn nhà có ma đó luôn. Mặc dù là hai cái nhà tách biệt nhau, nhưng do nó ở kế nhau thành ra chị vẫn bị nhát như thường. Đêm nào cũng nghe tiếng bước chân hết trơn, nó rất là gần với mình luôn. Trong khi người ta nhát là ta tuốt ở bên cái nhà bên kia, cứ ngủ mà nghe cái tiếng dép đi lẹp xẹp là xẹp, đi hoài đâu ngủ được đâu. Tới cái năm 2018 khi mà khởi công rồi, nguyên một cái tớp thầu người Bắc mấy anh đó cũng vô tới trong này nè, người ta thi công xây dựng luôn. Chị có nghe mấy anh này nói đêm nào cũng bị một cái người con gái đè, mà người ta thanh niên trai tráng nha, đè mà chịu không nổi luôn đó. Thôi thì vài bữa sau, nguyên cái tớp mấy cái anh này ra tuốt ở phía trước ngủ ngoài vỉa hè luôn, mà cái vỉa hè này kế bên có cái anh bán hủ tiếu gõ. Thế vậy thì cái anh hủ tiếu anh mới hỏi là ủa mấy anh sao mình làm công trình không ngủ trong nhà đi, giữ vật tư xây dựng đồ mà ngủ ngoài này chi vậy. Mấy ảnh mới nói trời ơi bị nhát gần chết, không có dám ngủ lại trong nhà, cái nhà đó quá là ghê, tại vì lỡ lãnh thầu rồi mới dám làm, chứ thôi là không ai ở lại đâu. Mà anh nghĩ thử đi, tụi tôi làm mệt gần chết, đêm nào nằm ngủ cũng nghe đi dép, mà dép đi lẹp xẹp đi hoài trong nhà đó, đâu ngủ được đâu, tại nó ồn quá trời ồn. Thôi dọn ra ngoài này ngủ đi. Đỉnh điểm tới vài ngày sau, có một cái anh thợ hồ, ảnh bắt cái dàn giáo trèo tuốt lên cao vậy nè, để mà ảnh cạo bỏ cái lớp sơn cũ. Đang làm đó thì tự nhiên giống như là có ai giật cái giò của ảnh, xô ảnh té xuống đất luôn. Trời ơi, khi mà té xuống ảnh mất thở và gãy luôn cái giò. Tới khi mà chở anh vào bệnh viện cấp cứu xong rồi đó ha, ảnh đỡ chút rồi, ảnh kể với mọi người á, cái bữa đó là ảnh có mình ơn nè, ảnh đứng ở trển thì giống như là có ai xô ảnh vậy đó. Khi mà xô té rồi á, ảnh nghe một cái giọng nói, cái người này mới hét lên kêu á, đi đi đừng có ở đây nữa. Khi mà nghe xong là ảnh không còn biết gì luôn, là mọi người chở anh vào bệnh viện đó. Sau cái sự việc đó xảy ra đó, là hầu như tất cả những công nhân ở đây là ai cũng muốn đình công, không có muốn làm nữa, tại vì người ta quá sợ rồi. Dẫn tới cái việc đó là cái người chủ thầu, người ta phải hủy gói thầu này. Mà theo như Duy biết, nếu hủy thầu đơn phương á thì có thể phải đền hợp đồng. Tuy nhiên vấn đề này thì cái người kể không có đề cập tới. Nói chung là cuối cùng người ta không có làm nữa, tại vì người ta nói thà nhát bình thường còn ráng làm, chứ bây giờ làm mà xô té vậy rủi sau này té nhiều hơn nữa, nặng hơn nữa bỏ mạng ai mà làm. Thế như vậy đó thì cái anh chủ mua cái nhà này, ảnh cũng phải đi tìm thầy. Tìm thầy về coi, thầy mới nói có cái vong nữ chết cháy ở đây nè, mà cái vong này bây giờ hóa quỷ rồi, tại vì người ta chết quan chết ức lâu ngày rồi, không ai cúng cơm gì hết trơn, đói bụng rồi cứ đi vất da vất dưỡng nhát người này người kia vậy đó. Bây giờ nếu muốn trục cái vong nữ này thì thầy phải về nhờ thêm 30 cái vị sư thầy khác nữa, rồi phải tìm ba mẹ ruột của cô này mới làm được. Lúc đó cái anh chủ nhà ảnh đâu có biết được ba mẹ của cô này là ai đâu, tại vì cái nhà này qua mấy đời chủ rồi. Rồi sau đó ảnh cũng lần mò tới nhà cô Tím, rồi hỏi cô Tím mới chỉ tới cái địa chỉ của cha mẹ của cái chị này. Lúc đó thì cha mẹ chị này đang về ngoài Bắc rồi, anh này cũng trình bày vấn đề vậy đó. Thì cha của chị mới nói là ủa đâu có đâu, con gái của tôi hồi đó giờ nó sống nó hiền khô à, nó đâu có quậy ai. Với lại khi mà tôi về Bắc tôi cũng cúng kiến hàng năm cho nó mà, cúng kiến đàng hoàng lắm, làm cái gì có chuyện mà con tôi đói rồi đi phá người này người kia, không có đâu. Nói hoài thì ông bác này không có tin, tới khi mà sư thầy nói thì ông bác mới tin. Thầy mới nói tôi biết ở ngoài này mặc dù có cúng kiến đàng hoàng, tuy nhiên cái vong hồn của người nữ này người ta đâu có về ngoài đâu, người ta vẫn còn lẩn quẩn ở đây nè, cho nên là không có ăn uống được cái gì hết trơn á, vẫn còn vướng víu tùm lum hết trơn, người ta chết quan mà. Với lại đây là cái căn nhà kỷ niệm, thành ra cổ không muốn cho người lạ bước chân vô đây. Bây giờ chỉ còn cách là phải cúng trai tăng rồi thu phục hồn của cổ, đưa cổ về núi về non thôi. Nói vậy thì ba mẹ của chị này cũng khóc rất là nhiều, rồi đi vô Sài Gòn tới căn nhà này làm một cái buổi lễ trai tăng, rồi sau đó sư thầy người ta cũng đưa vong hồn của chị này lên chùa đó. Chị nhớ không lầm thì sau khi cúng trai tăng rồi trục hồn chị đó là khoảng tháng 4 năm 2019. Cuối cùng căn nhà này xây mới cũng được hoàn thành, rồi cái anh chủ cho người ta thuê lại. Ở dưới này nè, rất là nhiều những cơ quan người ta thuê lại luôn. Cuối câu chuyện thì chị còn nói thêm là rất là tội nghiệp cái chị Hương đó. Tại vì cái năm mà xảy ra vụ cháy, chị Hương mới có 23 tuổi. Thời đó chị Hương cũng là một cái người khách quen của tiệm tóc nhà chị luôn. Rất là đẹp người, đẹp nết nha, hiền mà đẹp, tóc dài nữa, y chang là cái người mà hiện ra khi mà nhát mọi người vậy đó. Tuy nhiên có một cái điều đáng buồn là sống chết có số, thấy đó mà chết đó. Hồi lúc còn sống thì hiền khô, tới khi mà chết rồi còn rất là oán giận nha, rất là thương cái căn nhà của mình, không có muốn bỏ. Cho nên ai mà vô nhà là nhát, là quậy người ta, xô người ta, gãy giò gãy cẳng luôn vậy đó. Hy vọng thì chị này sẽ được đi đầu thai. Nghe tới đây thì câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc.